số 6 đứng nha cả nhà. Chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Thì hôm qua Nhân có xin ở cái miếu thằng Ganh đó cả nhà, con 379, nhưng mà tiếc là cái lọc lớn không về, mình ăn được cái lọc nhỏ con 719 của đài thành phố ha. Thì cũng xin chúc mừng cho cả nhà mình, ai có được cái lọc con 719 thì Nhân có kháng, thì khi nào các vị thủ thằng Ganh ở đó ha, cảm ứng chứng minh cho Nhân có cái lọc thì Nhân trả lễ. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì Nhân đang ở Sài Gòn ha, Nhân đang ở nhà trọ của Nhân. Thì cả nhà cũng đã biết rồi, thì Nhân sẽ khi nào có duyên, thì Nhân cũng có khắn rồi, khi nào có duyên Nhân quay trở về thì Nhân sẽ cũng trả lễ cái lọc con 719 đó ha cả nhà. Thì ở đó là cái miếu thần ganh đó, là trước đó là Nhân cũng có xin ha, là xin lúc nào cũng về chân cả nhà đó. Thì hôm nay Nhân quay trở về cái nhà trọ của Nhân, cái chỗ Nhân ở ha, hồi lúc trước đó cả nhà. Thì chắc cô dì chú bác mới xem kênh Nhân chắc không biết chỗ này đâu, thì những người cũ chắc biết ha, những cô bác cũ xem kênh Nhân lâu rồi chắc sẽ biết. Thì đây chính là ông Tà mà ngày xưa cách đây khoảng 4 tháng trước, tại vì Nhân trước Tết Nhân có về á cả nhà, Nhân về tới giờ Nhân mới lên là 4 tháng rồi cả nhà đó. Thì ông Tà này thì Nhân cũng nhắc lại luôn ha, cho những cô dì chú bác mới xem kênh Nhân biết về cái tiểu sử của ông Tà này. Thì ông Tà này là ông Tà Đen, Nhân thỉnh của một cô tên là cô Tám ở dưới Cần Thơ. Thì Nhân thỉnh cách đây khoảng một năm trước ha. Thì Nhân khi mà Nhân thỉnh thì Nhân có xin cái lọc để tặng cho chủ nhà ha, xin ông Tà. Thì ngày hôm đó thì Nhân không có quay clip lên ha, là ông Tà cả nhà, ông Tà Đen nè, thì cho chủ nhà ngay cái đầu luôn cả nhà đó. Thì chủ nhà nói khi nào mà có lọc thì mới cho Nhân thỉnh. Thì lúc đó thì Nhân xin cho cái lọc, thì cuối cùng thì chiều hôm đó là ngay cái đầu. Thì cho nên là chủ nhà cho Nhân thỉnh ha, cụ Tám cho Nhân thỉnh cái ông Tà, ông cục đá ông Tà này ha, và để đi tác nghiệp với Nhân. Và Nhân cũng đã xin rất là nhiều lần ha, lúc trước thì chắc cả nhà mình nhớ mà đó, ai nhớ thì comment cho Nhân biết nha đó. Đây là các vị tài dương địa dương Nhân lượm ở trong nhà quan, thì có làm sao Nhân nói vậy. Thì cách đây khoảng chừng 2-3 năm trước ha, 2-3 năm trước Nhân đi trong một lần trú mưa ở trong cái ngôi nhà quan, thì Nhân thấy hai ông thần tài thổ địa này, thì Nhân thỉnh về ở trong nhà quan mà cả nhà đâu có ai thờ cúng gì, cho nên Nhân đem về Nhân cúng. Và sau khi đem về thì Nhân xin lọc là nhiều khi các vị tài dương địa dương cũng cho Nhân ra xỉu chủ cũng có, đầu đuôi cũng có. Thì cái nhà mình ha cũng đã biết về cái tiểu sử hai ông thần tài thổ địa trong nhà quan rồi ha. Và ông Tà thì hôm nay từ một cái đoạn đường rất là xa cả nhà, Nhân đi chạy từ ở dưới Cần Thơ mà lên tới đây, tại vì trong đồng trong ngọn á, chạy lên tới trên đây là tầm khoảng 200 mấy, gần 300 cây đó. Thì tối đêm nay Nhân sẽ xin cho cái nhà mình cái lọc cái tài ở cái cung ông Tà ha, ông Tà Đen nha cả nhà. Thì ông Tà này Nhân xin từng xin ra đầu đuôi xỉu chủ cũng có. Thì ai biết về ông Tà Đen này comment cho Nhân biết ha, ha. Nè, thì Nhân cũng có về đây. Trời ơi, nói với cả nhà 4 tháng rồi, Nhân đâu có lên đâu. Nhân mở cái phòng ra một cái đó ha, là cái phòng của Nhân đó là ổ mối nó đóng rồi, chừng nào chùm chùm vậy nè. Trời ơi, rồi chịu giờ vệ sinh cả nhà, cũng khá là mệt. Cho nên giờ này cho nên Nhân đăng clip hơi trễ đó. Thì Nhân cũng có thỉnh bắp với bánh bao, rồi xài, rồi nói chung là hương hoa vật phẩm rồi dụ ha, đèn đồ Nhân cũng đã thắp, Nhân đã thắp đèn đã sáng rồi ha. Nè cả nhà thấy không, Nhân công dữ lắm luôn nha. Đó, đây là cái hiện tượng gọi là ông Tà ông gặp Nhân về, ông Tà ông mừng đó cả nhà. Ông thần tài thổ địa không chị, đây thấy chưa, đó đâu sai đâu. Thì Nhân thắp nãy giờ tầm khoảng 10 phút rồi thì Nhân mới xin nè. Dù cho Nhân đang mở quạt nha, nhưng mà quạt qua nè, thấy không, cái gì, cái tàn mà nó nhúc nhích đó mà không gớt luôn cả nhà. Thì cũng mong các vị ông Tà ông Lục cùng các vị sân thần thủ thần ở đây cảm ứng chứng minh hôm nay Nhân quay trở về nhà khu đất này ha, để xin tài xin lộc ha, cũng xin cấu cuối sinh các vị ông Tà ông Lục cảm ứng chứng minh cho lòng thành kính của Nhân ha, quay trở về đây xin cho cả nhà mình cái lộc cái tài vào ngày mai là ngày 18 tháng 4 năm 2021 của đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt. Thì Nhân đã quả cái hết rồi cả nhà, một lát Nhân sẽ lấy ba cái trứng này dựng lên ở những dãy số dưới đây ha. Đó, thì ai biết về cái tiểu sử của ông Tài với ông thần tài thổ địa này thì cô bác đó xem kênh Nhân lâu thì sẽ biết, còn những người mới
Không biết thì mình có thể mình theo dõi ha. Đó. Thì hai ông tà này, ông tà đen này với ông tài dương địa dương của nhân lượm trong nhà quan rất là linh nha cả nhà. Đó, nhân từng sinh ra ba con ba càng và đầu đuôi cũng có ha. Đó. Thì bây giờ nhân xin phép ha. Thì lúc nhân tắm ông tà cả nhà thì lúc nào ông tà cũng cho lọc hết trơn á. Thì cũng có một số cô dì chú bác ha, chắc là sẽ biết rõ về ông tà này ha. Thì nhân cũng xin nói luôn, thì có trước Tết thì cũng có hai người chị ha, một người em và một người chị cũng có nhờ nhân và gửi lọc cho nhân để khi nào quay trở về mua một bộ tam sinh, hai bộ tam sinh để mà cúng ông tài dương với ông tà. Thì ngày mai nhân sẽ mua thỉnh một hai bộ tam sinh ha, lên cúng ông tài dương với ông tà và cúng đất đai ở đây ha, và bắt đầu nhân trở về đây. Thì những cái nơi linh thiêng ở đây thì chắc cả nhà cũng biết, như mộ ba mẹ con nè, rồi mộ cổ dưới nước nè, đó thì nhân sẽ quay trở về đó ha, để cầu tài cầu lộc giúp cho cả nhà mình ha. Ai cũng có tài cầu lộc, thì hôm nay tại vì nhân đi đường xa khá là mệt cho nên là nhân không có ra mộ cổ được cả nhà, tại vì mệt yếu là ra, tại vì nơi đó là nơi linh thiêng cho nên là mệt trong người, nhân sợ bị giặt á nên không dám ra. Thì nhân trở về thứ nhất là xin cho cả nhà mình cái lộc cái tài ở cung ông tà ha. Thì nhân cũng đã khấn rồi, thì ông tà của nhân linh lắm nha cả nhà. Thì ai xem kênh nhân đã lâu thì hãy để lại bình luận cho nhân biết ở bên dưới video ha, ai biết về cái tiểu sử ông tà này. Thì lúc nhân tắm là lúc nào ông tà cũng hiện số lên trên lưng, trên người chứ á. Hôm qua nhân có xin cho cả nhà mình cái lộc ở cái cung miếu thần ganh là cung 79, thì lộc cũng về ngay cái đuôi ha. Thì thôi ai có lộc có tài thì nhân mừng cho người đó ha. Bây giờ nhân sẽ tắm ông tà, thì nhân sẽ khấn ha, nhân cũng khấn rồi hết cả nhà. Thì nhân sẽ khấn lại chứ vị thủ thần sơn thần ngụ tại đất này, ông tà ông lục cảm ứng chứng minh cho hộ được chi cho tính chủ con trần trọng nhân nay quay trở về đây ha, cầu tài cầu lộc giúp đời giúp người bớt khổ đau chúng sinh khai nhãn. Nhìn thấy cái lộc cái tài ở trên ông tà, ông tà của nhân là linh lắm như cái nhà. Nhìn là mỗi lần nhân nhìn khai nhãn nhìn ở trên ông tà lộc lúc nào cũng vậy cho cả nhà ha. Thì chắc ai coi lâu thì chắc sẽ biết, thì có sao nhân nói vậy không có nói bậy bạ nha cả nhà. Thì những người mới thì không biết thì mình có thể theo dõi. Thì trên ông tà hôm nay đây, để nhân nhìn nhìn thấy rồi nhân sẽ đọc lên nha cả nhà. Thì lúc nào nhân nhìn ở trên ông tà thì ông tà cũng cho lọc trên cả nhà. Tạm lục cảm ứng chứng minh cho hộ ruột trì cho đệ tử con quay trở về đây ha, cầu tài cầu lộc giúp người giúp đời bớt khổ đau cho con xin khai nhãn. Nhìn thấy cái lộc cái tài trên ông tà ông hiện rõ lên cho con. Thì ở trên ông tà nhân nhìn được là con 36 nha cả nhà. Cái nhà chú ý nha, ở trên ông tà thì nhân nhìn được nhân nhìn thấy được là con 36 ha. Thì bây giờ nhân sẽ xin cho cái nhà mình cái lọc cái tài ở dưới bàn cơ này ha, nhân quả dưới đây ha. Đó, ngày tháng nhân có ghi ra. Bây giờ nhân sẽ dựng máy lên ha. Thì cái nhà chú ý ha, cái lọc ở trên ông tà hồi nãy nhân nhìn thấy nha cái nhà. Thì bây giờ nhân sẽ xin cho cái nhà mình cái lọc cái tài ở trên quả trứng nha, của ông tà ông cho nữa nha. Thì nhân cũng đã khấn hết rồi, bây giờ nhân vô nhân chỉ đốt thuốc trong tà ha. Cái gì ông tà một cảm ứng chứng minh cùng các chị xong thằng cổ thằng ở đây nay đệ tử con quay trở về đây ha, cầu tài cầu lộc giúp người giúp đời bớt khổ đau cho con xin cái lộc cái tài
vào ngày mai là ngày 18 tháng 4 năm 2021 của công ty sổ số kiến thiết Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt ở những dãy số từ 0 cho đến 9, cho con xin dựng đứng quả trứng lên. Nhân đốt nhang ở cả nhà, mà cái nhang công là gì luôn cả nhà, có thể là ông tà ông mừng ở cả nhà. Thì nhân cũng đã cắn hết rồi, lại giật dâng lên có chi thì nhân mời các vị sân thần thủ thần nhận dùm cái đó. Thì nhân đã thắp đèn đã sáng, dụ cũng đã gót, thì bây giờ nhân sẽ dựng trứng, cả nhà chú ý nha. Số 0, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 8, số 9, dòng thứ nhất không đứng nha cả nhà, nhân đổi trứng nha. Chứ gì thủ thần công thần ngụ tại đất này, ông tà lục cảm ứng chứng minh cho hộ được trì nay tính chủ con quay trở về đây đem lòng thành kính xin ông tà ông lục cảm ứng chứng minh cho con xin dựng múa chứng lên rồi. Số 4 đứng nha cả nhà, tôi vừa mới khắn số 4 đứng luôn. Thì bây giờ tôi sẽ chạy tiếp nha, lấy cái chứng chạy tiếp. Thì tôi sẽ chạy tiếp số 5, số 6 ha. Nam mô A Di Đà Phật. Số 5, số 6. Rồi, số 6 đứng liền cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay nhân sinh ở cái cung ông tà ha, thì nhân dựng được con số 4 và con số 6, tức là con 46 nha cả nhà. Thì cả nhà mình tham khảo cái lọc này, và ngày mai là ngày 18 tháng 4 năm 2021 của Đại Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt nha cả nhà. Thì cái lọc ở trên ông tà thì nãy nhân có đọc rồi ha, thì cả nhà mình xem chú ý đừng nên tua qua ha. Thì ai mình thấy cái gì thì mình vào mình hái lọc thêm ha. Đó, mình có thể khắn thì ông tà với ông thằng tài thủ địa của nhân lụm trong nhà quan rất là linh nha cả nhà. Bây giờ nhân sẽ quả anh quả trứng nha, xin quả lên đây rồi nhân sẽ xin keo nha. Thì đây nhân đựng được con số 4 và con số 6 là con 46 ha. Đó, thì cái lọc ở trên ông tà thì nhân cũng ghi ra để cả nhà mình tham khảo luôn, là nhân nhìn thấy là con 36 nha cả nhà. Trời ơi, 6 xấu gì. Thì hôm nay nhân đi cái đoạn đường khá là xa cả nhà, 200 mấy chục cây số ha. Cái chỗ này là cái chỗ của nhân ở ha, nhân ở nhà trọ. Thì bây giờ nhân sẽ xin keo ha cả nhà. Chắc cô gì chú bác mới xem kênh của nhân chắc không biết nhân xin keo làm sao đâu. Thì bây giờ nhân sẽ xin xin keo, thì nhân sẽ xin dựng đứng ở trên hai cái lọc này thì nhân sẽ xin ha. Thì ông tà ông lục cho cái lọc nào nổ ngay đầu thì cho dựng đứng quả trứng nó lên ha. Thì cả nhà mình tham khảo ha. Thì mình nên nói chung này
mình cũng nên đánh lưu nhỏ nhẹ ha. Đó. Thì lập nhân sinh ông tà thì nhiều khi cũng ra lô nhiều cái nha, đầu đuôi thì cũng có nữa ha, nhưng mà rất là ít. Thì nhân nói vậy ha. Thì bây giờ nhân sẽ xin keo, xin keo ông tà nghe cái nha. Hai thằng tài số địa lụm trong nhà quan của nhân cũng linh lắm nha. Thì bây giờ nhân sẽ xin đầu đuôi. Bây giờ nhân lấy con số 36 ha, đây ha, xin dựng lên. Nhân sẽ quay vô nha, không quay ra nghe cái nha. Ông tạm một cảm ứng chứng minh cho hộ độ trì cho tính chủ con Trần Trọng Nhân đang quay trở về đây ha. Tắc này cầu tài cầu lộc, ông cho con cái lộc này thì ông cho dựng đứng qua chứng lên trên ông ha. Cho con xin cái lộc này, con dựng đứng qua chứng lên ông ha. Lễ dạ dâng lên, hôm nay con về đây ha. Thì nhan đã thắp đèn lại sáng dụ ra gõ, có chi nhận con cái đó, cho con xin cái lộc cái tài này để con giúp ông bà cô bác ha. Đang xem kênh của con, ai cũng có lộc có tài. Rồi đứng cả nhà ha. Đó. Thì cả nhà mình tham khảo hai cái lộc này vào ngày mai ha, ở cái cung ông tà nghe cả nhà. Đó, thì nhân sẽ lấy một chút thuốc lên, nhân sẽ để cái trứng này đây. Đó, để quay vô cho ông nhìn nha cả nhà. Rồi thì nhân xin kết thúc video đây ha. Chúc cho cả nhà mình ngày mai ha, là ngày 18 tháng 4 năm 2021 ha, nhằm ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021 tức năm Tân Sửu âm lịch ha. Ngày mai công ty sổ số kiến thiết có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt. Thì cả nhà mình ha, ai ở tỉnh nào ha, ai ở tỉnh Đà Lạt thì mình có lộc thì tôi chúc mừng, ai ở tỉnh Kiên Giang ha, có lộc thì tôi chúc mừng. Thì ai chơi được ba đài thì mình nói chung thì tôi cũng mừng cho người đó ha. Thì tôi làm nghề bằng cái tâm của mình, rất mong cả nhà thương mến ha. Khi xem video đừng quên cho tôi một like và đăng ký kênh để làm chi, để theo dõi những video tôi cập nhật hàng ngày trên các kênh Thiện Nhân Vlog, Tâm Linh TV và Nhân Trần TV ha. Thì một lát nữa thì tôi canh giờ tôi sẽ xin cái lọc cái tài ở bên cung ông thằng tài thổ địa, tôi lượm trong nhà quan ha. Rất là linh nha, ngày mai là ai cũng có lộc lớn cho luôn nha. Đó, thì cả nhà thương mến nhân ha, hãy tiếp cho nhân cái động lực ha. Đó, thì lúc nãy nhân cũng đã nói như trên, thì hôm qua nhân xin cái lộc con 79 đó cả nhà, thì có duyên nhân sẽ quay trở về đó để cúng trả lễ ha. Thì chắc không bao lâu đâu thì nhân sẽ quay trở về để cúng trả lễ cái miếu thần ganh con 79. Thì cũng xin chúc mừng cả nhà mình ai có cái lộc con 79 ha. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp cả nhà những video sau.